Miền Tây quê em An Giang, tuyết nhung ngọc và ngà ngân an, lái xuồng nan trên kênh lưới cá, tình đồng hương hôm sớm rộn ràng. Về đây quê em Long Xuyên, thất sơn đẹp điên điền thơm ngon, ghé làng Chăm xem cây thốt nốt, rồi hẹn thăm Châu Đốc rừng tràm. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẽ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trái trung kiên chung thủy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn. Dạ, mấy cô cháu con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Giấc này là chiều, 2-3 giờ chiều rồi, quý ông bà cô chú ơi. Thì giờ này là nước rồng, mấy cô cháu con đi đặt cặp chuột nha quý ông bà cô chú. Rồi cũng đây. Lâu rồi không có đi đặt cặp chuột, bữa nay mình sẽ lấy mấy cái gặp ra. Hôm bữa là cắm cái dầm lên đó đi Bình. Mình Ngọc ngắm dầm đó đây, con đang cột con dây xích vô đây. Mình mua mấy cái gặp này là cũng bộn tiền đúng không cậu Chính? Cậu Chính mua nè, chục cái. Nhiêu con này, nhiêu cậu Chính? Vậy đó thôi. Cái 25.000. Ui. Trong trong mà. Đưa dao anh Ngọc. Lên bờ đi Bình, lên bờ đi, lên bờ thấy con. Bên đây ngồi dễ làm nè nào. Này nè, lên trên mấy cỏ này nè. Mấy cỏ này nè, coi ấy, để dưới xuồng cà lắc rồi. Lên luôn đi Ngọc, lên luôn. Để đây con năm cọc nè. Vậy con lên đi coi chừng nha. Nè, sách mới gặp nè, chị cũng nói đi. Nè thì mình... Chắc là mình đây. Nghe cái bờ này, bờ đất. Bờ cỏ nè con. Bờ cỏ. Bờ cỏ này chuột dữ lắm. Chuột nó cắn cỏ bờ non kìa, thấy không? Cắn lên trơn kìa. Đặt đây dài lên trên đó đó. Dạ. Chuột cỏ quá to luôn. Cỏ nó quá. Chuột đặt thêm mấy bờ cỏ đâu nó mới có. Cỏ mà nó lên nó non non vậy nè, chuột nó ở mới nhiều. Nó cắn ba cỏ này nè. Đấy chuột. Được, mồi đâu. Mười mấy cái à? Mười qua cái. Thầy Ngọc lấy ra bỏ vô được rồi. Ba trái bắp đủ hả? Đủ không? Trái chia 5 là 15 đủ rồi. Đâu tới ngăn ngồi dưới xuồng với chứ. Ngồi dưới xuồng đi ngăn ơi. Rồi. Okay. Xuống ngồi dưới xuồng đi. Mắt thối luôn. Bỏ ngoài cái cũ đi. Chết à. Đặt lên chết. À, lấy chát lên chết ơi. Dãy cái nền. Sủi cái nền cho bằng mới được. Đạp không nổi à. Bờ này nó khô nó cứng. Đạp không nổi nè. Đặt mới cho ngon lạnh mới được nha. Mình mới có chuột kìa rồi nha. Thiếu lò xo. Ủa? Bảy. Gì vậy? Cá gì quậy dưới à? Cá gì quậy âm dưới ta? Ngu phi quá. Cá cha vậy quậy phi đâu dưới à? Rồi, để con năm khai mạc trước nha.
đặt lấy chén là chính ơi, sủi đặt nó mới được. Rồi lấy cỏ phủ lên. Nhìn dòm coi cái đường nào chuột chạy hết chính. Này nước lớn nó ngập cái bờ không anh Bình? Chuột cái chạy nhiều không? Hôm nay chắc có chuột nhỏ quá. Có chuột cơm. Chuột cơm. Được con cái cho con không? Rồi. Đó. Quá êm rồi. Làm cái nền nó bằng phẳng rồi mình lấy cỏ mình tắn hai bên nè, chuột nó mới dạng vô. Dạ. Này là chắc ăn. Trong lỏng mình chín. Đặt mé chín, mé. Đặt trong lỏng hả? Lên trên này đi. Bỏ lên chín ơi, bỏ lên thưa thưa đi chín ơi. Chuột đâu đặt gần được, đặt thưa thưa đi. Đây là hết ý luôn. Có kìa, quá chừng luôn, bay trắng nó quá chừng cái chạy của mình kìa, thưa bà cô chú. Đó, chạy của mình nằm xa xa cái chạy nhỏ kia của ai mới cắt thì không biết, nhỏ đó là khoe mà gầu nhúc không. Dạ, cái bè đó im quá. Cắt đằng nữa để xuống nó lặt gầu nhúc đó. Dạ. Nó bằng phẳng. Ừ. Xong rồi lấy cỏ mình đắp lên xung quanh. Có khi con thấy chuột đó, nó hằng mỏi xong cái nó lôi thêm cỏ rồi này kia dưới là mổ rồi đó con Năm. Ừ. Cái này mình đặt rồi ngày mai mình thăm hay gì con Năm? Sáng dở. Sáng dở. Chuột đi bằng đêm mà. Dạ. Ngày đâu có đi. Thì mình đặt được đêm nha, sáng này mình sẽ dở. Lên bờ xuống
Cô Năm làm vậy là dễ nhận ra, khỏi cần phải làm dấu gì hết ha cô Năm. Ừ. Gặp chỗ đặt mà chứ bao nó dễ kiếm. Dạ. Đi theo cậu Năm anh thấy cậu Chín đặt con cái. Mình bắt chớ là mình đặt dài 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 muốn cái đằng kia luôn hả cậu Năm? Ờ. Ở dưới hầm này có cá nữa. Còn mấy cá nữa. Mấy cá lát nữa mình qua cái gò bên đó thì mình bảy cái nhát nhát lục bình thì mình chung tâm đặt lục bình đi. Qua mé lục bình bên đó nè. Chờ lại mấy cái đặt bên mé lục bình hả cậu Năm? Ờ rồi. Chờ lại ba cái đi mình. Dạ. Mình đặt ở trên đất cỏ trên kia xong rồi giờ mình bơi xuống dưới này ngay mấy cái mé lục bình nè. Rồi trong đây tùm chắc chắn là có chuột chạy dữ lắm luôn á cậu Năm. Đặt mấy cái mé trên này lục bình nè, và coi chút này ở trên đó nó làm ổ luôn. Người con với cậu Năm thì đặt ở đây, còn anh Bình với cậu Chín với Ngân thì qua bơi xuống qua bên kia đặt. Thôi thì thẳng nước xuồng cậu Năm. Chỉnh vô nước nè. Thôi thôi. Em mời quý bà cô chú ăn ổi với con nha. Cô Năm, ai dèm cá lóc kìa. Ai dèm cá lóc lên trên đó kìa. Ngân ơi, Ngân. Ngân ơi, gì kỹ Ngân, sao tự nhiên lên đây nằm đóng hả? Cá lóc nè. Thiệt. Bắt nó. Bắt. Đâu có cá lóc người ta phải khô phải không? Khô quá, cũng như là dính lứ rồi con, dính lứ rồi đậu người ta đem lên đó người ta phơi. Dạ. Chèo cá lóc phơi khô lên ngay cái cây luôn. Ngay đây hay gì cô Năm? À, đặt đây một cái. Đây một cái nữa đi ha. Đây lục bình bự bự không? Đâu có gặp đâu vậy? Dạ lên này lên. Được gặp rồi. Ủi ướt rồi. Ôi thôi. Ôi nước nhỏ xíu nữa. Xíu nữa tan hàng. Nguy hiểm quá. À, gặp cái chút tắt nước thùng mới được. Thôi nghe mùa hồi. Hai đứa làm một cái tẩm tiêu luôn đó nha. Dạ thì hôm qua chiều hôm qua mấy cô cháu con đi đặt gặp chuột ở đây nè quý bà cô chú. Giờ buổi sáng sớm ngày hôm sau mình đi thăm nha. Con mời quý bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đi thăm gặp chuột với mấy cô cháu con nha. Đây cái đầu tiên của cậu Năm, cái này là cậu Năm làm tỉ mỉ lắm luôn nè. Sẽ có chuột đây. Sao vậy kìa? Đâu rồi kéo qua coi gọc. Có không? Có chuột không? À có chuột nè cậu Năm ơi. Kéo ra. Này. Đó. Mày dưới cái
đó, nó còn đó kìa. Cơm, cơm. Đó. Rồi để nó đi mình. Đây để gom đóng nữa, để đi mình đi thăm dài dài đắng. Tôi nói tới đầu Quán Châu mà bây giờ tới hai con là rớt rồi. Không. Còn đi thính luôn. Còn ngồi. Còn ngồi luôn. Còn nằm chứ. Tại cái đó khoảng giống cái chỗ đó hơi trống hay con năm. Tùm xíu hay con năm. Mừng mừng đêm mà mừng đêm chuột nó chạy ra ngoài trống. Trời ơi. Con ốc nó vô. Trời ơi. Chuột nó không vô, con ốc nó vô. Con ốc vô sập luôn, gặp nữa luôn chuột. Con ốc nó bò đi trước con chuột. Ốc trên hết sức bự rồi con ốc. Ừ. Chuột cơm nè. Vô không? Đó, đâu rồi nó bự đắt kìa. Xa đắt vô. Ở con bự. Cục cơm hả? Cống lăng à? Chuột giấy. Đó hai cái đùm trứng giấy chào bá đó con em. Chuột giấy. Dạ. Rồi bữa nay vô chuột luôn rồi. Quá im. Bốn cái mà được ba con thôi. Nè, cầm con này đi Ngọc. Ăn hết bắp luôn. Để anh dạo đắt rồi Ngọc. Chút. Rồi dạo thấy hết. Rồi để rồi. Nói gì chuột là đại lý chuột luôn à. Chập nó vô. Lại này cái đắng cái nữa phải không? Một cái nữa hả? Ốc hai chuột. Ừ cái chuột hai trời. Vô nữa rồi Ngọc ơi. Nè. Chuột này chuột nhỏ. Con này chuột dữ đó. Rồi. Con kia mình có ăn không? Ừ. Nè nó tha ba ngốc nè, bỏ nè. Dính nữa hả? Đâu chết. Ờ rồi dính nữa nè Ngọc ơi. Quá chuột luôn rồi Ngọc ơi. Quá chuột cơm luôn rồi. Rồi nó tha ba cỏ vô kìa. Cái này đắng thăm luôn đi. Hết biết chuột rồi. Nó gịch cái mỏ vô đó. Nó ló cái mỏ ra ngoài cái nó nắm nó lâu vô rồi. Ờ mời gọi đem vô còn mấy. Còn mấy cái dưới đám thuộc bịch. Nó chắc này là hết rồi. Xuống sườn qua bên chỗ lục bình. Dạ, gặp bên đó còn 50. Ừ. Đi. Con nhận nhóm mình từ thứ dữ luôn. Đặt trọng thị dính gốc của này, thành chính là ốc sên. Quái quái, không phải thành chính. Quái quái. Rồi xuống đây mà bơi lên này, tôi dở mấy cái gặp bên đây nữa đây. À, qua là mình đặt chục cái phải không con Nam? 12 cái hả? 13 à. Cái mà nó hết 1 cái. Yeah. Nó bị xuất cái. Nước chuột lên vô nướng luôn. Nướng ốc sên luôn hả? Ngon lắm. Ăn được. Cô chính ăn rồi hả? Chưa ăn nghe ta nói. Nghe mình nói. Cô chính mồi diễn thử cho ốc sên thử ăn đi cô chính ngon, giòn lắm. Ốc sên nướng luôn. Chùi gì? Thời tiết nay sao lạnh dữ ta, không có nắng ha. 8 cái. 8 cái với được con 1 nha. Chứ này nè. À 45 con. Rồi. Cái sập đó. Tàu của sập thì sao nó không dính ta? Bị dội lục bình đó cậu, sập không. Chắc dội lục bình quá. Lớn lớn nó đụng. Sập tưởng nuôi vô con chuột nữa mà. Chết quá rồi. Thấy sập là ngon đó không làm. Rồi. Thấy sập là chắc ăn rồi đó. Chuột giấy. Chuột
sạch không cô Năm? Không rồi. Không rồi. Không sạch rồi. Còn nguyên xe luôn. Mồi còn nguyên. Mồi còn luôn. Cái bò gì không đó, dài dài lên có nữa. Bà đó hả? Ừ, bà đó thì có thiện. Mình muốn đặt bên đây bên kia coi cái nào nó chạy mạnh. Mình qua đặt đâu lên chỗ luôn mình. Dạ con có một cái duy nhất chứ. Quẹo quẹo qua chỗ cây biển nè. Bên đây phải không? Nghe mình đi liền bên này được con. Để con lên đó con dò chứ không chứ qua đó đi. Ơi cây thỉ cho con bệnh lên trên kia kìa, dính cái gì cái la kìa bệnh ơi. Ơi nước. Ăn nước rồi chín. Thở. Mình đặt ở trên bờ hả anh Bình? Trên bờ, trên đất có voi. Mới nghe kêu có ché đó. Chắc chỗ con làng đó. Dính cái gì đó, nghe kêu có ché rồi đó. Dính với chuồng kêu. Chắc có luôn Bình ơi. Kết quả ngoài mong đợi. Được nó dính hai con nha. Đặt đâu rồi tốt cái gì đặt nắng luôn hả? Làm cho mọi người trầm trồ luôn. Mình bơi xích lại, bơi lại ngay chỗ cây điên điển luôn. Một con. Một con. Chuột gì anh Bình? Hả? Chuột này giống như lai rồi, cũng lùm lai. Lại lên chỗ mình đi. Chỗ cái bự ra mắt á. Sập rồi kìa, mà không biết dính không à. Sập hả? Ừ. Chuột lớn, đưa lên, nó đụng sập. Con. Sập mà không dính. Không dính à. Rồi đây, xong. Xong. Tính 12 cái không? Điếm này đủ rồi. Tính 1 cái à? 1 cái. Đủ rồi, đủ rồi. Với anh Bình tặng cái nữa là 12 cái. Cống nhum con. Cống nhum. Nhum hả? Dạ. Màu xám cho luôn. Bữa nay không có hấp thu nữa. Cống gì nào? Dạ. Chuột là đặc sản của quê mình, làm gì ăn cũng ngon. Nướng nướng thì nướng ngon hơn. Ướp nướng. Nướng thì ừ. Nướng ngon. Chuột này nó bị lai rồi. Muốn lai nó cũng vàng phải không? Dạ. Dọn gần, dọn hai chỗ. Chấm vàng quá lai. Vậy là nãy giờ mình... Thôi quay lại Bình, quay lại. Dạ. Quay lại bơi vô. Đây thành quả của mình nè, là được mấy con tổng cộng mà có 9. 5 con đây dưới đó 1 con, 6 con. Mấy con, điểm hơn rồi được mấy con. 6 con với rồi con. Ốc sên. Con ốc sên nữa. 7 con. 7 con. 7 con. Rồi, bây giờ mình đi vô. Bây giờ mình chạy bơi thẳng lên trên trại mình nấu luôn ha con Năm. Rồi vô trại nấu luôn. Được 6 con. Đây. Đây, mình đi đặt cặp chuột được mấy con chuột rồi, mình mang sạch rồi nè. Đó, mấy con này, mấy con chuột cơm với chuột giái hả con Năm? Chuột cơm không? Chuột cơm không à? Mình á. Đó, bây giờ mình sẽ về mình nướng chao nha quý ông bà cô chú ơi. Đây, chao. Cái này còn nướng thì mình chế hết vô đây. Nướng chao này là đúng mồi bén của cậu Chín, cậu Năm rồi luôn. Hình như chao trong này nó có ướp sẵn cái gì đỏ 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 chắc ớt. Mình cũng phải dặn vô chút xíu bột ngọt với lại đường nha. Dạ. Cho chút xíu bột ngọt. Xíu đường. Cậu Năm với cậu Chín đang đốt than. Mình chuẩn bị ướp gia vị xong là mình vô mình nướng. Mình cho thêm chao nữa chứ. Chao nhiều thì nó béo mà nó thơm nữa. Mình
cột cay dữ lắm nè. Mình xắt ớt, mình làm ớt để vô. Hấp dẫn quá. Cái này thấy ở tiệm á, nó có cây cọ á cậu Năm. Dạ. Có cây cọ xong cái quét lên con chuột á cho nó thấm đều. Nướng cái dừa mà quét lên. Để nó còn nước còn qua qua lăn lại nó cũng thấm. Dạ. Giận quá. Cái này mình chấm muối ớt hay là mình làm chén chao mình chấm cũng ngon nữa cô Năm. Chuột này nè. Ớt thì dạ. Cô Năm xúc thùng cái gì vậy cô Năm? Đổ thùng đựng nước thôi cô Năm. Quá chừng đây không có chảy nước lên được, cái mắt vận chuyển nước từ nhà nó lên thôi mà. Bây giờ đổ ra ngoài thao. Chuột ra ngoài thao. Ướp vô. Chín ơi, than cháy chưa vậy cậu Chín? Má trời hấp dẫn luôn. Để chích nó đi. Dạ, vậy trong thời gian trời than cháy là mình ướp là chuột là nó thấm chao luôn rồi đó. Nó bự lắm luôn ta. Nãy như có này nè, mấy con bự mà ra được có chút xíu. Nãy có một con có trứng nữa. Đây, thơm quá. Mấy con này nó vàng hết một bên, nó khét luôn rồi nè. Nhưng mà nó rất là ngon nha. Còn nhất là con này nè, con này nó vàng đều trơn rồi nè. Còn có mặt cái này nó chưa vàng hung. Lật lại, chở, mình đang chở cho nó chín đều hết rồi. Ngồi mình cắt khúc nhiều dừa cho nó mau chín. Cái này chín hết trơn rồi nè. Rồi. Cái này chín nè. Cái này cũng chín đều luôn rồi nè. Mình hơi khét khét xíu. Dạ, đồ ăn chín rồi cả nhà ơi. Dạ con xin kính mời quý ông bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn ăn cơm với lại gia đình của con nha. Con mời cô Năm, cô Chín ăn cơm. Bữa nay thì mình ăn là chuột nướng chao, chấm với lại chao này thì chao nãy mình có ướp đường một ngọt như này nè, sắc cái ớt nữa. Thì nó vừa rồi. Dầm ớt cay cay. Với này kế bên là có dĩa rau sống nữa là hết sảy nè. Rau gông nè, dưa leo, rồi cà chua, cải salad, với lại chuối chát. Chuột mà mình đi thăm gặp vô mặn nướng liền là nó ngon ha. Dạ. Chết. Thơm luôn á. Thơm thơm. Rồi, có cơm cả nhà ơi. Chết trời. Lú đu chuột đi. Nó chặt khác không? Dễ gạo được. Ngon. Ngon không? Quá ngon. Chuột mình này thăm cái vô làm liền vậy nè, nó mới ngon nè. Ừ. Mình chạy về mình xúc cá hả cô Năm? Cá đi đâu không biết, nãy dạ. Nói dối không nghe rõ nữa. Dạ. Tiếc quá, món này là món bắt giờ ngon vậy à, không có mình. Tiếc quá Bình ơi. Chạy vừa ăn ngắm cảnh. Khúc trên kia chuyển mưa quá chừng luôn con này. Bão quá thấp thì tới nữa. Dạ.
Dưa leo còn nè, dưa leo với chuối. Dưa găm nữa nè, ngon. Nè, cặp vô ăn nó mới ngon. Ngon không nhai kiểu kiểu dữ anh chứ. Sương giòn. Tay dính lọ. Tay nó nấu vậy dính lọ rồi rồi á. Anh nướng cái gì? Nướng nhuột đó. Ăn loại của chính à. Ăn đùa là ăn thua của chính rồi. Nướng lần liền thơm ha. Đùi này ngọc. Dạ. Đây là đùi nè. Ăn gan á, cho gan vô chuột. Cái này chính nói hả? Ừ. Tao nói này nè. Hôm nay mình ăn gan hầm mật gấu theo, hôm nay mình ăn gan chuột. Cái chuột cống lan mình ăn được không gọi? Bự mà có khoảng ăn nó bị ngứa. Vậy hả? Ừ. Bây giờ thấy ít ai ăn hết rồi không? Ít lắm. Thường thì ăn chuột cơm mà mình biết chuột gì? Công nhum. À, công nhum. Công nhum chuột giấy, ít ai ăn cũng lăn á. Dạ. Lan nhiều khi mấy người có bệnh gì đó, ta ăn chi bệnh. Ăn vô là nó bị lan. Lan đấm đấm đấm, trắng trắng trắng. Thế giống con bị hả? Ừ. Bị lan à? Ăn vô nó bị đó. Cái độc gì độc? Ngon quá. Ngon mà thiếu rượu đế hả con Năm? Thiếu nhờ rượu đế. Cho ly rượu đế vậy ấm bụng. Dạ. Nơi để con chào. Dạ, video của con đến đây đã kết thúc và con xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video nha. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Kính chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ và ấm áp nha.